Trời lớn rồi. Đẹp trai. Cho người ta chăm với mẹ tốt sữa gì. Em thấy cái ông nào chăm tốt thì chó nó to, ông nào chăm bậy bậy thì chó nó còi. Em phải đứng gần cùng hướng với anh mới đứng cái kệ mà kệ nó bấm cẩn thận đúng ở kia nó tắt máy luôn. Ừ, tắt mất máy rồi, tắt luôn được nghe, tắt luôn, tắt đi sao cái máy đấy dở nhỉ, bấm quay lại thôi nó bị mất nó có máy đấy dở nhỉ. Sao nó bị thế nhỉ? Lần sau nó gọi kệ nó đừng có đụng vào cái nút nút tắt em. Kệ nó đừng đụng vào nút tắt rồi nó lại tắt luôn đấy. Cái đấy em zoom gần quá, em zoom lại hay sao vậy? Gần quá như thế có thấy được giang không? Có thấy được cả giang chứ, em zoom gần quá em thấy cả người giang á, em zoom như thế nó bị gần quá, gần zoom gần như thế đâu, máy anh để nguyên có zoom đấy. Em bấm tạm dừng lại anh nói.
từ từ á. Ô, đốm lưỡi à. Bắt ra đấy ra vào đấy bẩn nữa. Cái bao tải gì ấy nhỉ? Hỏi chị xem bao gì mà quăng ở đấy. Giang tài đất để cái chân nó rộng ra nó không đổ. Thì nguyên tắc bất kỳ cái gì mà em để nó không choãi nó đều đổ hết mà. Bất kỳ cái gì mà em để nó không choãi chân thì nó đều đổ hết mà. Đừng con cọp nó sủa nó sợ đấy. Chó con mà làm cái gì vậy Trắng? Chó con là Giang nó chơi với nó từ nãy giờ. Nó chạy đi chơi mà cũng hút mà. Khổ. Nó giống như trẻ con thôi, tên nó đang tuổi chơi hiểu không? Giống như em bé nhà mình vậy chứ, nó đến tuổi của nó đang thích tung tăng chơi nhởi, đâu có làm gì mình đâu mà sợ.
chó này là chó mẹ của nó không được đẹp lắm, cho nên là nó thì nhìn nó cũng không được đẹp lắm. Nó là cháu của con cọp, bố của nó là con của con cọp, mẹ của nó thì ông anh những đưa ngoài đảo về. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi miễn phí nhiều video về nhiều lĩnh vực khác nhau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo. Nông dân trồng được ít rau cải. À đây. Tao đây mà go go cái gì? À. Go go cái gì? Nó ăn cái đấy nó đau bụng đấy em. À, không có bằng gì ạ. Hả? Trăng, trăng. Thế làm gì đâu mà sợ. Đang tuổi ăn tuổi chơi mà khổ. Làm như thằng Luật nó sợ chó nên là nó lên Đà Lạt vào thăm trại chó. Nó gặp con chó nào nó cũng hỏi có cắn không, mà không nó cũng xoa, nó ôm, nó gặp con nào cũng xoa hết, rồi nó sợ cho nên nó xoa để cho nó đỡ sợ ấy. Khổ. Thế chị nói mà ui Luật, Luật dạo này dám sợ chó mà ui. Chạy gấp, chạy. Em càng làm vậy này lại trong dòng máu trong người em lúc nào cũng sợ hết. Em thấy nó lần đầu tiên Giang nó gặp nó có gì sợ đâu, cái sợ dần nó quen cái gì đó. Gặp con chó mà như kiểu gặp ma thế thì chết à. Gặp con chó con vẫn sợ khổ. Giống như thằng nhân viên trước đây có cậu nhân viên, cậu sợ con vịt mới sợ. Đấy, nó tưởng đồ chơi á. Đấy, nó nhặt rồi chủ ấy. Đấy, tiếp, nó có cái bóng cho nó chơi hay. Đấy, con này hay đấy, con này huấn luyện được ấy. Con này huấn luyện được ấy. Tiếp. Phải để cho nó thấy chứ. Đấy. Tốt, rồi con này huấn luyện nhanh ấy. Tiếp tục, xoa đầu, cứ xoa đầu xong rồi ném. Giỏi, con này huấn luyện quá tốt. Thông minh sẵn có, chưa cần gì đã biết nhặt về cho chủ rồi. Tiếp. Có những con huấn luyện mãi mới được, con này chưa gì nó đã biết rồi. Quăng xa xa ra nhé. Cho nó nhìn thấy, đưa nó mồm ra cho nó nhìn thấy, vứt xa ra. Để cho nó thấy đã rồi. Rồi, con này huấn luyện tốt đấy. rồi, nó đến kìa, nó đưa cho em kìa. Cứ nó đến, người ta huấn luyện là nó đến là người ta phải xoa đầu, khen giỏi thì nó lại tiếp tục làm. Nó muốn chó làm mà cứ khen giỏi nó làm. Ui, con này hay đấy. Úi trời. Thế mà hôm trước đi thi chó đẹp ở ngoài đảo khỉ ấy, có mấy con đi nhặt bóng như thế đạt giải ấy. Giải chó tài năng. Của Giang dắt đi thi, hôm trước cứ mỗi người đi thi được 500 ngàn.
không cần biết thắng hay thua, còn ông nào giải nhất thì nó trao cho cái cúp, nhất nhì ba là có cúp, không biết là kèm theo bao nhiêu tiền. Còn cứ mỗi người dắt đi thi là nó cho 500 ngàn.